Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều tối ngày 4 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Hội đồng xét xử đã sửa án sơ thẩm, giảm án cho cả 5 bị cáo. Cụ thể, tòa tuyên bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, 2 năm 9 tháng tù, bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, 2 năm tù. Ba bị cáo từng là nhân viên của bà Hằng là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng mức án 1 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, các bị cáo Quân Nhi Hà Tân đã khắc phục toàn bộ hậu quả, thiệt hại của vụ án, đã bồi thường toàn bộ số tiền tổn thất về tinh thần cho người liên quan. Đồng thời, đây được xem là tình tiết giảm nhẹ mới và cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Riêng bà Hằng, tòa phúc thẩm nhận định, mặc dù bà không có kháng cáo nhưng rất hối hận về hành vi của mình, đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường nên cũng giảm án cho bà. Theo hội đồng xét xử, bà Hằng có nhiều buổi livestream nhưng chỉ có một buổi livestream có nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của 10 cá nhân. Hội đồng xét xử cũng cho rằng không có cơ sở để xử lý hình sự ông Huỳnh Uy Dũng vì ông này thực hiện hành vi sau khi bà Hằng đã kết thúc buổi livestream và cũng không có tài liệu, chứng cứ, chứng minh ông Dũng đã có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. Phát biểu quan điểm tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo về tội danh và hình phạt. Tương tự, đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của những người liên quan về việc xác định lại tư cách tố tụng. Trước đó, xử sơ thẩm ngày 21 tháng 9 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, bị cáo Quân 30 tháng tù, các bị cáo Nhi Hà Tân cùng mức án 18 tháng tù. Các bị cáo Quân Nhi Hà Tân kháng cáo, còn bị cáo Phương Hằng không kháng cáo, hiện đang chấp hành bản án sơ thẩm. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiền, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà. Bị cáo Đặng Anh Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi livestream, cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, trong buổi livestream ngày 24 tháng 12 năm 2021, ông Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Theo tòa, bị cáo Hằng có vai trò chủ mưu, khởi xướng, Nhi Tân Hà là đồng phạm giúp sức. Hành vi của các bị cáo vi phạm luật an ninh mạng và nghị định 72/2013 gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ngoài mức án trên, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho nhà báo Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan là 18 triệu đồng. Vụ bà Nguyễn Phương Hằng giảm án vì có tình tiết giảm nhẹ mới. Vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng thời gian qua đã nhận về đông đảo sự quan tâm từ phía dư luận. Chính vì vậy, trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ bà Phương Hằng vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, nhiều chi tiết mới xảy ra khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo đó, dù cho rằng mức án 3 năm tù là quá cao, nhưng bà Nguyễn Phương Hằng đã không kháng cáo, nói bản thân đã rất hối hận về hành vi của mình, đồng thời đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường. Tuy nhiên, cập nhật các tình tiết mới trong vụ án bà Phương Hằng, hội đồng xét xử đã ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, nên bà Nguyễn Phương Hằng đã được giảm 3 tháng tù giam khi không kháng cáo. Cụ thể, vào chiều tối mùng 4 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Hội đồng xét xử đã sửa án sơ thẩm, giảm án cho cả 5 bị cáo. Cụ thể, tòa tuyên bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, 2 năm 9 tháng tù, bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, 2 năm tù. Ba bị cáo từng là nhân viên của bà Hằng là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng một mức án 1 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, các bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại của vụ án, đã bồi thường toàn bộ số tiền tổn thất về tinh thần cho người liên quan. Do đó, đây được xem là tình tiết giảm nhẹ mới và cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.
Riêng bà Hằng, tòa phúc thẩm nhận định mặc dù bà không có kháng cáo nhưng rất hối hận về hành vi của mình, đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường nên cũng giảm án cho bà. Theo hội đồng xét xử, bà Hằng có nhiều buổi livestream nhưng chỉ có một buổi livestream có nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của 10 cá nhân. Hội đồng xét xử cũng cho rằng không có cơ sở để xử lý hình sự ông Huỳnh Uy Dũng vì ông này thực hiện hành vi sau khi bà Hằng đã kết thúc buổi livestream và cũng không có tài liệu chứng cứ chứng minh ông Dũng đã có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. Phát biểu quan điểm tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo về tội danh và hình phạt. Tương tự, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của những người liên quan về việc xác định lại tư cách tố tụng. Năm bị cáo livestream xúc phạm danh dự người khác. Trước đó, xử sơ thẩm ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, bị cáo Quân 30 tháng tù, các bị cáo Nhi, Hà, Tân cùng mức án 18 tháng tù. Bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân kháng cáo, còn bị cáo Phương Hằng không kháng cáo, hiện đang chấp hành bản án sơ thẩm. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân, Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà. Bị cáo Đặng Anh Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi livestream, cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, trong buổi livestream ngày 24 tháng 12 năm 2021, ông Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Theo tòa, bị cáo Hằng có vai trò chủ mưu khởi xướng, Nhi, Tân, Hà là đồng phạm giúp sức. Hành vi của các bị cáo vi phạm luật an ninh mạng và Nghị định 72/2013 gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ngoài mức án trên, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho nhà báo Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan 18 triệu đồng. Bà Nguyễn Phương Hằng mong tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự. Trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, phát biểu quan điểm luận tội trong phần tranh luận, Viện Kiểm sát cung cấp đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm và không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo về tội danh và hình phạt. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của những người liên quan về việc xác định lại tư cách tố tụng. Tại tòa, luật sư của bị cáo Quân cho rằng lời phân tích trình bày của bị cáo Quân cũng như lời khai của bà Hằng cũng đã khẳng định việc bà Hằng và Quân không có sự bàn bạc thống nhất trước mỗi buổi livestream. Bị cáo Quân chỉ là khách mời của bà Hằng trong các buổi livestream. Bị cáo Quân cũng không cổ vũ giúp sức cho bị cáo Hằng mà chỉ là phân tích phản biện các vấn đề pháp lý xã hội. Do đó, theo luật sư của bị cáo Quân, cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết phạm tội có tổ chức đối với bị cáo này là chưa phù hợp. Trong khi đó, luật sư của các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, cho rằng những người này chỉ làm theo chỉ đạo của bà Hằng và có phần thiếu hiểu biết về pháp luật. Các bị cáo này cũng đã thi hành xong nghĩa vụ về án phí và khắc phục toàn bộ hậu quả liên quan đến dân sự do hành vi của các bị cáo gây ra. Do đó, luật sư của Nhi, Hà, Tân đề nghị cần xem đây là tình tiết giảm nhẹ mới của các bị cáo, chứ không phải là trách nhiệm mà các bị cáo phải thực hiện, như đại diện Viện Kiểm sát đã phát biểu quan điểm lúc sáng. Luật sư của ba bị cáo này cũng xin hội đồng xét xử thêm ít phút để trình bày và xin giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng. Về phần mình, bà Nguyễn Phương Hằng mong tòa án luôn công bằng với tất cả mọi công dân. Bị cáo là một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Bị cáo đóng góp rất nhiều cho xã hội, chỉ mong giảm án cho bị cáo một ngày, một tháng. Dù là một ngày bị cáo cũng hạnh phúc, bà Hằng vừa nói vừa nghẹn ngào và mong tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự. Tuy không có kháng cáo, nhưng theo hội đồng xét xử phúc thẩm, trước phiên tòa, luật sư của bà Hằng đã cung cấp thêm một số chứng cứ mới liên quan đến việc khắc phục toàn bộ thiệt hại, hậu quả của vụ án và đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại mức án đã tuyên với thân chủ mình. Trước đó, trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa cho bị cáo Quân, bà Hằng cho rằng bà là người đã trưởng thành và sẽ chịu trách nhiệm những gì mình đã làm. Bà không quen trước với bị cáo Quân mà biết bị cáo Quân thông qua một kênh YouTube. Bà Hằng nói mình đồng cảm với bị cáo Quân do cả hai cùng bị bà Hằng Ni xúc phạm. Nói về lý do thực hiện hành vi phạm tội, bà Hằng cho rằng trước đó bà cũng là nạn nhân nhưng vì bị xúc phạm nên có hành động như vậy.
Tôi không cập nhật luật an ninh mạng, đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Tôi ở nước ngoài nhiều, bà Hằng phân trần. Bà Hằng cũng khẳng định việc không hề bàn bạc gì trước với bị cáo Quân trước mỗi buổi livestream. Bị cáo có trình độ ngang thầy Quân, cùng sở thích ca hát chứ không phải lên xúc phạm người khác. Nói gì thì nói, không ai có thể cản tôi, bà Hằng cho biết. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát cung cấp cho rằng các bị cáo Nhi, Tân, Hà không đủ điều kiện hưởng án treo theo quy định vì chỉ có một tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, các bị cáo này lại có đến hai tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức và phạm tội nhiều lần. Do đó, Viện Kiểm sát nêu quan điểm rằng cần xử lý nghiêm các bị cáo này để răn đe, phòng ngừa chung, đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo của họ. Đối với bị cáo Quân, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng với những tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết luận giám định và lời khai, lời trình bày của bị cáo tại phần xét hỏi có đủ cơ sở để xác định hành vi phạm tội của bị cáo. Cũng theo Viện Kiểm sát, bị cáo Quân chưa thực sự tỏ rõ sự ăn năn hối cải tại phiên tòa và cũng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo Quân về việc xem xét giảm nhẹ hình phạt. Viện Kiểm sát cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo có dấu hiệu của nhiều tội như tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự, tội làm nhục người khác, tội vu khống. Tuy nhiên, tội danh theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự là tội nặng hơn. Do đó, cấp sơ thẩm xử lý các bị cáo về tội danh theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đối với ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, đại diện Viện Kiểm sát cho biết không có cơ sở để xử lý hình sự. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.